bây giờ cặp khách mời đặc biệt đó là giám đốc âm nhạc Phương Uyên sẽ cùng với quán quân chương trình giám đốc của thank you.
xin chúc mừng với giám đốc nhà Phương Nguyên, xin được cảm ơn tất cả những người, các nghệ sĩ. Một tiết mục rất là ấn tượng, rất là xúc động, và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được thông báo tổng đài.